vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam, 16.12 miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 toàn Hoa Kỳ và Canada trên website ibctv.us cũng như trên YouTube IBC TV Official. Sứ ngôn viên Tuyết Nha và Trang Lương xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Và như thường lệ, sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Elon Musk gia nhập hội đồng quản trị Twitter nhưng không gỡ được lệnh cấm cựu Tổng thống Donald Trump. Bắt nghi can thứ hai trong vụ nổ súng tại Sacramento làm 6 người tử vong và 12 người bị thương. Hoa Kỳ chỉ mở cửa cho người tị nạn Ukraine, từ chối di dân phi châu. Luật sư của ICE đã yêu cầu loại bỏ đơn xin tị nạn không thuộc diện ưu tiên. Thống đốc Colorado ban hành luật bảo vệ quyền phá thai. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên liên quan tới Twitter với phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương. Kính thưa quý vị, Elon Musk gia nhập hội đồng quản trị Twitter nhưng không gỡ được lệnh cấm cựu Tổng thống Donald Trump. Elon Musk, tổng giám đốc của công ty Tesla trong tuần chính thức trở thành thành viên hội đồng quản trị sau khi tung gần 2 tỷ Mỹ Kim để mua và sở hữu 9% cổ phiếu mạng xã hội Twitter. Tuy nhiên, thì ông tuyên bố không có quyền đơn phương đảo ngược lệnh đóng trang Twitter của cựu Tổng thống Donald Trump và một số nhân vật bảo thủ khác, làm chủ hơn 73 triệu cổ phiếu trị giá gần 2.89 tỷ Mỹ Kim. Elon Musk hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Twitter, mặc dù ông không nắm giữ cổ phần kiểm soát. Tạp chí Newsweek hôm thứ Hai nói rằng Musk không có năng lực đơn phương thực hiện mọi biện pháp thay đổi cách thức hoạt động của Twitter hiện nay, trừ khi là sở hữu ít nhất 50% cổ phiếu của mạng xã hội khổng lồ này. Musk chỉ có thể làm được việc này với sự ủng hộ của các thành viên hội đồng quản trị và cổ đông khác, có nghĩa là Musk không thể gỡ bỏ các biện pháp đã loại một số nhân vật bảo thủ khỏi Twitter trong những năm gần đây. Musk tuyên bố như trên khi một số nhân vật bảo thủ thúc giục ông khôi phục tài khoản của cựu Tổng thống Donald Trump và dân biểu Marjorie Taylor Greene vì lan truyền thông tin sai lệch về đại dịch COVID-19. Bắt nghi can thứ hai trong vụ nổ súng Sacramento làm 6 người tử vong, 12 người bị thương. Nghi can thứ hai liên quan tới vụ nổ súng hàng loạt làm 6 người thiệt mạng, 12 người bị thương tại Sacramento, California đã bị bắt. Là anh trai của nghi can thứ nhất, Smiley Martin, 27 tuổi, bị bắt khi tìm đến bệnh viện điều trị các vết thương trầm trọng sau vụ nổ súng. Cảnh sát cho biết nghi can sẽ bị truy tố tội sở hữu súng bất hợp pháp, góp phần gây hỗn loạn khu vực trung tâm của Sacramento vào ngày Chủ nhật, làm hàng trăm người bỏ chạy tán loạn. Cảnh sát nói là hơn 100 phát súng nổ vang lên ở địa điểm này. Một ngày sau thì bắt được Dandre Martin, 26 tuổi, với tang vật là khẩu súng nạp đạn. Dandre Martin đã ra tòa lần đầu tiên vào thứ Ba vừa qua. Vụ nổ súng xảy ra vào 2 giờ sáng Chủ nhật khi các quán bar lần lượt đóng cửa, khách hàng của họ đổ ra đường gần trụ sở Quốc hội tiểu bang. 6 nạn nhân bị thiệt mạng, có 3 người phụ nữ, 3 người đàn ông, độ tuổi từ 21 tới 57. Hàng loạt tiếng súng nổ dồn dập làm cho mọi người kinh hoàng bỏ chạy tán loạn khắp cả khu phố cách trụ sở thi đấu NBA Sacramento Kings chỉ vài dãy nhà. Dandre Martin đã bị giam không được tại ngoại. Vào năm 2020, từng được phóng thích khỏi nhà tù Arizona sau khi y thụ án hơn 1,5 năm vì tội hành hung người khác năm 2016 và tội sử dụng cần sa năm 2018. Hoa Kỳ chỉ mở cửa cho người tị nạn Ukraine và từ chối di dân phi châu. Các tổ chức ủng hộ người tị nạn đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của chính phủ Joe Biden mở rộng quy chế bảo vệ tạm thời người tị nạn Ukraine tại Hoa Kỳ, cung cấp bến đỗ an toàn sau khi bỏ chạy khỏi cuộc xâm lược tàn bạo của người Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, thì di dân các quốc gia bị chiến tranh tàn phá khác xin tị nạn như Cameroon chẳng hạn cho biết là họ thất vọng vì chờ đợi mòn mỏi khi tìm kiếm sự bảo vệ nhanh chóng như người Ukraine chỉ sau một tuần lễ diễn ra cuộc xung đột. Một số nhà hoạt động nhân quyền cho rằng Tổng thống Joe Biden quá chậm chạp trong việc đảo ngược chiến dịch đàn áp người tị nạn của chính phủ tiền nhiệm Donald Trump, cho rằng Joe Biden vội vàng mở rộng quy chế được bảo vệ tạm thời TPS cấp cho người dân Ukraine trong khi vẫn ngăn chặn người Cameroon tìm kiếm con đường tị nạn là sự phân biệt chủng tộc cố hữu trong chính sách nhập cư của Hoa Kỳ.
Hệ thống TPS được Bộ An ninh Nội địa điều hành cho phép Hoa Kỳ cấp tư cách, pháp nhân và giấy phép làm việc cho công dân ngoại quốc của các quốc gia bị rơi vào cuộc xung đột vũ trang hoặc thiên tai. Công dân các quốc gia được chỉ định TPS ngoài Ukraine còn gồm có Myanmar, El Salvador, Haiti, Somalia, South Sudan, Sudan, Syria, Venezuela và Yemen. Luật sư IC yêu cầu loại bỏ đơn xin tị nạn không thuộc diện ưu tiên. Thưa quý vị, luật sư của ICE đã yêu cầu giới chức thẩm quyền Hoa Kỳ bác bỏ những trường hợp xin tị nạn không ưu tiên trước khi đẩy nhanh việc xem xét giải quyết những trường hợp còn tồn động. Đây là nỗ lực của chính phủ Tổng thống Joe Biden giải quyết số đơn tị nạn tồn động tại tòa án nhập cư đã vượt quá 1 triệu người. Hiệp hội luật sư di trú Hoa Kỳ ước tính hơn 700.000 trường hợp tồn động vì thuộc dạng ưu tiên thấp. Lực lượng quan thuế và thi hành pháp luật Hoa Kỳ ICE công bố đề nghị này trong lúc chính phủ ông Joe Biden chuẩn bị đối đầu với nguy cơ gia tăng các đoàn di dân tìm cách vượt biên tới biên giới phía Nam Hoa Kỳ, một phần vì lệnh bãi bỏ điều khoản 42 ngày 23 tháng 5 và cho phép ICE trục xuất hầu hết di dân không được chấp nhận đơn xin tị nạn. Số di dân bị bắt tại vùng biên giới Hoa Kỳ giảm xuống dưới thời Tổng thống Biden so với giai đoạn cai trị của cựu Tổng thống Donald Trump. Thống đốc Colorado ban hành luật bảo vệ quyền phá thai. Colorado đã cùng một số tiểu bang khác hôm thứ Hai hợp pháp hóa quyền phá thai, trong khi nhiều tiểu bang khắp toàn quốc nỗ lực hạn chế việc nạo phá thai với dự đoán sẽ được tối cao pháp viện ủng hộ. Thống đốc Jeb Polis đã ban hành đạo luật bình đẳng sức khỏe sinh sản được cơ quan lập pháp do Đảng Dân Chủ lãnh đạo thông qua sau hàng chục tiếng đồng hồ thảo luận, bị sự phản đối gay gắt của các đảng viên Cộng Hòa chiếm thiểu số. Đạo luật trên bảo đảm quyền sinh sản trước và sau khi mang thai, cấm chính quyền địa phương áp đặt các biện pháp hạn chế của riêng mình. Colorado là tiểu bang đầu tiên cấm phá thai trong hầu hết các trường hợp vào năm 1967, và sau đó thì cho phép phá thai nhưng tiểu bang không có luật để bảo đảm. New Jersey, Oregon và Vermont trước đây đã hợp pháp hóa quyền phá thai trong suốt thai kỳ. Thưa quý khán giả, như thường lệ sau đây chúng tôi là mời quý vị cùng ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành với đài IBC. Kế đến đó là sẽ là tin tức liên quan tới ái nữ của cựu Tổng thống Trump của Ivanka ra điều trần về bạo loạn tại Capitol Hill ra sao. Tổng thống Obama đã gọi đùa Tổng thống Biden là phó tổng thống trong chuyến viếng thăm tòa Bạch Ốc như thế nào. Việc cãi nhau nổ súng tại New York làm chết người đi đường vô can. Và 21 xác hải cẩu trôi giạt vào bờ biển tại quận Cam, cũng như nhiều tin tức nổi bật từ Việt Nam và bản tin địa phương. Kính mời quý khán giả đón xem. Xin quý vị Trang Lương và Tuyết Nha cùng ban tin tức của đài IBC xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả đã quan tâm và ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại vừa qua đã đồng hành với đài. Kế đến là bản tin liên quan tới ái nữ của cựu Tổng thống Trump của Ivanka ra điều trần về bạo loạn tại Capitol Hill. Ivanka Trump, con gái cựu Tổng thống Donald Trump, ra điều trần để cung cấp lời khai cho Ủy ban điều tra Hạ viện trong vụ bạo loạn ở Capitol Hill. Chủ tịch Ủy ban điều tra Hạ viện là Bennie Thompson ngày 5 tháng 4 cho biết phiên điều trần online bắt đầu buổi sáng và tiếp tục diễn ra vào buổi chiều với những câu trả lời hữu ích từ ái nữ của cựu Tổng thống. Ivanka là con gái đầu của Tổng thống Trump đã ra điều trần trước Ủy ban. Cô ấy trả lời các câu hỏi và chủ động đến, và điều đó rõ ràng có giá trị vô cùng quan trọng. Ủy ban không phải đưa ra một văn bản triệu tập gì cả. Ủy ban điều tra đã yêu cầu nữ doanh nhân 40 tuổi, cố vấn cấp cao của cha cô khi ông đương nhiệm từ nguyên xuất hiện và nói với cô có bằng chứng cho thấy cô đã nói với Tổng thống Trump căn chừng bạo lực khi những người ủng hộ ông đã xông vào Quốc hội lúc 7 giờ. Tổng thống Obama gọi đùa Tổng thống Joe Biden là phó tổng thống. Tổng thống Obama lần đầu tiên trở lại Nhà Trắng sau khi rời nhiệm sở, gọi đùa Tổng thống Joe Biden là phó tổng thống, khiến cho Tổng thống Joe Biden đáp lại bằng cách giơ tay chào kiểu nhà binh. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 5 tháng 4 cùng với Tổng thống Mỹ Joe Biden và phó tổng thống Kamala Harris tham gia sự kiện kỷ niệm thành công của đạo luật chăm sóc sức khỏe giá phải chăng ACA và chương trình Medicaid tại Nhà Trắng. Khi phát biểu trong phòng đông, thì cựu Tổng thống Obama đã gọi ông chủ Nhà Trắng Joe Biden là phó tổng thống và nhanh chóng khẳng định mình đang nói đùa. Cả Tổng thống Joe Biden và phó tổng thống Kamala Harris đứng bên cạnh đều bật cười. Tổng thống Joe Biden cũng thể hiện sự hài hước khi giơ tay chào kiểu nhà binh trước Tổng thống Obama.
Hai người sau đó bắt tay và vỗ vai nhau trong tràng cười của những người chứng kiến. Khi tới lượt phát biểu thì ông Biden còn nói với ông Obama rằng chào mừng Tổng thống quay lại Nhà Trắng, cảm thấy như trở về những ngày kia tốt đẹp. Vụ cãi nhau dẫn tới nổ súng ở New York làm chết người đi đường vô can. Người phụ nữ bị bắn vào lưng thiệt mạng khi đang đi dạo ở khu phố Bronx ở New York vào thứ Hai, khi gần đó xảy ra vụ cãi nhau giữa hai nhóm người. Theo Sở Cảnh sát New York, NYPD, người rút súng ra bắn làm người phụ nữ 61 tuổi bị đạn lạc tử vong. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 7 giờ tối và cảnh sát đã được tin đến nơi đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng bà đã qua đời. Thành phố New York đang vất vả đối phó với tình trạng gia tăng bạo động. Theo NYPD, tính cho tới ngày Chủ nhật, New York có gần 30.000 vụ giết người, hãm hiếp cướp của trong năm nay, tăng 44% so với giai đoạn năm ngoái. 21 xác hải cẩu trôi dạt vào bờ biển quận Cam. Nguyên nhân làm cho 21 xác hải cẩu chết và trôi dạt vào bờ biển của quận Cam, tiểu bang California, vẫn còn là một điều bí ẩn trong một năm thường xuyên diễn ra các cuộc giải cứu các loài động vật hoang dã. Cơ quan bảo vệ các loài động vật có vú tại vùng biển Thái Bình Dương ở Laguna Beach lo lắng cho biết là hầu hết các cuộc giải cứu loài hải cẩu bị mắc cạn và mất nước thường được tiến hành trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5. Một trong số các hải cẩu trên được nhân viên của trung tâm đặt tên là Kendall, trong độ tuổi từ 7 đến 15 tuổi, bị mù và bị co giật trước khi chết, có thể là vì bị nhiễm độc tố axit domoic trong não, được tìm thấy trong loài hoa tảo độc nở ở vùng đại dương và xâm nhập vào các loại thức ăn của hải cẩu. Năm 2016 thì hàng trăm con hải cẩu cũng chết la liệt dọc theo bờ biển California vì loại tảo độc nở hoa được coi là sự kiện bất thường. Vài ngày sau khi Kendall được giải cứu bằng cách tiêm thuốc chống động kinh, các đội cứu nạn của trung tâm đã tăng cường hoạt động giám sát loài hải cẩu, nhưng tất cả đều đã chết, trong đó có 6 con chết trong một ngày và tổng cộng là 21 con đã chết vì bụng căng phồng loài mực tích tụ chất độc. Australia kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Châu Văn Khảm. Ngoại trưởng Australia là Maurice Payne đã trực tiếp yêu cầu nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam phóng thích ông Châu Văn Khảm đang thọ mười án 12 năm tù giam với cáo buộc gia nhập đảng Việt Tân, hoạt động cho phong trào đòi dân chủ tại Việt Nam. Đảng này đã bị nhà cầm quyền Việt Nam coi là tổ chức khủng bố bắt đầu từ năm 2016. Theo lời của thượng nghị sĩ Australia, ông Châu Văn Khảm là công dân nước này 72 tuổi. Và đang mắc nhiều căn bệnh sau 3 năm giam cầm tại nhà tù Việt Nam mà chưa được chữa trị. Bà Ngoại trưởng Australia Maurice Payne cho biết đã thảo luận việc trả tự do cho ông Khảm trong cuộc điềm đàm với ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội vào năm ngoái, cũng như điềm đàm với Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn vào tuần qua. Ông Châu Văn Khảm là cựu chiến binh quân đội Việt Nam Cộng Hòa, sống tại Australia từ đầu thập niên 80, làm bánh nhưng đã nghỉ hưu tại Sydney và bị bắt trong chuyến về thăm Việt Nam năm 2019. Báo giới đưa tin ông đã bị kết tội khủng bố chống đối chế độ tại phiên tòa cùng với hai công nhân Việt Nam khác là Nguyễn Văn Viên và Trần Văn Quyền. Nhà nước Cộng sản Việt Nam coi đây là những thành viên của đảng Việt Tân và ông Khảm là người phụ trách chi nhánh tại Australia, giao nhiệm vụ gây quỹ để bảo trợ cho hoạt động tại Việt Nam. Ông đã bị bắt khi từ Cambodia vào Việt Nam bằng giấy tờ tùy thân giả mạo. WB hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam xuống còn 5.3%. Ngân hàng Thế giới, tức là WB, dự đoán tỷ lệ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay chỉ vào khoảng 5.3%, giảm so với dự báo trước đó là 6.5% được công bố hồi tháng 10 năm rồi. Theo những phúc trình của WB hôm thứ tư ngày 5 tháng 4, được nhà kinh tế đặc trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của tổ chức này là Aditya Mattu công bố, thì Việt Nam là một trong những nền kinh tế bị WB cắt giảm mạnh các chỉ số tăng trưởng. Theo ông thì 5.3% chỉ là tỷ lệ ước lượng và con số thực tế thì chỉ có thể thấp hơn 4%. Aditya Mattu cho rằng nguyên nhân khiến cho Việt Nam bị sụt giảm mạnh tổng sản lượng quốc nội gồm sự xuất hiện của COVID-19, biến thể Omicron làm bùng phát và lan tràn đại dịch, sụt giảm 3% sản lượng dầu nhập cảng trong khi giá của các vật liệu trên thế giới thì đều tăng vọt. Năm thiếu niên bị tấn công ngay tại phòng tắm trung tâm thương mại Kanuga Park. Ba nghi can tấn công đánh đập 5 cậu bé tại phòng tắm ở trung tâm mua sắm Westfield tại Kanuga Park vào Chủ nhật. Lục những dây chuyền buộc cảnh sát LA mở cuộc điều tra. Hai trong năm cậu bé nạn nhân đã bị thương và những thiếu niên này cho biết đang ở phòng tắm thì bị ba nghi can lạ mặt bước vào tấn công, đập đầu họ xuống đất. Có cậu bị đá vào đầu, sau đó bị tước điện thoại, di động, đồ trang sức và giấy tờ tùy thân trước khi bỏ trốn. Vụ tấn công này làm cho các thiếu niên trong nhóm hoảng sợ, không còn muốn đeo dây chuyền và ngay lập tức cởi trả lại cho cha mẹ.
Các trung tâm thương mại đã trở thành mục tiêu hoạt động của những kẻ cướp trong những tháng gần đây, gây ra dư luận bất an ngay tại thành phố Los Angeles. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trưa buổi chiều ngày hôm nay do sứ ngôn viên Tuyết Nha và Trang Lương phụ trách. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn tới các nhà bảo trợ của chương trình như là BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California. Số phone là 714-531-3100. Tại Gavi Avenue, Rosemead, California, số phone là 626-999-5865 và trụ sở thứ 3 tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý ân nhân và quý mạnh thường quân đã luôn ủng hộ và đồng hành với hội từ thiện Hoa Sen Việt kết nối từ tâm để mang đến những món quà rất ý nghĩa dành cho những mảnh đời bất hạnh đau thương khắp nơi, hay hàng loạt những dự án xây cầu, đắp đường, đào giếng nước và xây nhà tình thương vân vân. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc tới 714-892-5400. Quý vị cũng có thể đón xem những hình ảnh và video phóng sự trên trang Facebook Hoa Sen Việt hoặc trên đài truyền hình IBC TV. Sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha xin kính chào tạm biệt và kính chúc cho quý khán giả và những người thân yêu vô lượng an lạc.